Alors, Bây giờ, qu'est-ce qu'il y a ta có được cái gì? Có bao nhiêu điểm qu'est-ce cần tính đến? quels sont les différents Đây points? là tiếng Alors, Anh, ici c'est en anglais, là con chim trong c'est tầm tay. Bird in the hand. l'oiseau qu'on a dans la main. En Tiếng Pháp có français, ca dao là on dit một cái gì trong un tầm tiers tay vaut mieux que deux là tiers. hay hơn hai cái bạn Qu'est-ce sẽ que j'ai dans la có. main? Et à partir de ça, Tức là tôi có gì qu'est-ce que trong j'ai dans la tay? main? C'est qui je Và với cái suis, quels sont đó mes moyens, là quels tôi sont là mes... ai? À partir Tôi de có những phương ça, tiện gì? Tôi đang sở hữu qu'est-ce que je peux gì? faire? Và với tất Donc, cả những thứ đó, ça c'est tôi có quelque thể làm chose được qui est, gì? ça c'est quelque Được chose, chứ? Vậy, khái niệm đó là quan trọng. c'est quelque chose qui est important. Tiếp theo là nguyên tắc Le affordable affordable loss, loss có nghĩa principle en là sự français mất mát có thể serait chấp un nhận peu được. le raisonnement en Sự perte mất mát chấp acceptable. nhận được, tức Raisonnement en là perte tôi acceptable, sẵn sàng c'est mất bao qu'est-ce que je nhiêu. suis prêt à perdre. Đồng ý không? D'accord? Et ça Và bạn aussi, sẽ phải tự xác c'est định quelque điều đó chose qu'il trước. faut vous fixer. Ví dụ, Nous, chúng comme école, par exemple, tôi đã nói pareil, đến một dự án đã khởi động lúc tôi le đang làm projet qu'on việc avait fait ở avec Alcatel, Alcatel. on Mỗi người trong nhóm était chúng tôi đều tham gia chacun à với tư titre cách cá personnel nhân dans le groupe, và chẳng ai sans que có l'autre quyền ait à đánh juger giá người l'autre. khác cả. Thì D'accord? mỗi người Donc, trong vous avez nhóm pas đều jugé thống la nhất même rằng temps. tôi sẵn sàng đầu Pendant tư tant de chừng temps. này trong Et vòng si thời ça gian marche này pas, bah, và nếu on không thành arrête. công Donc, ça, thì chúng tôi sẽ c'est dừng une chose lại. qui est importante. Vậy, điều này cũng là Ensuite, quan trọng. on a le Kế principe tiếp, de la chúng ta limonade, có nước de la chanh, limonade. C'est lemonade, une limonade, soda c'est une chanh limonade, il y a khi des khui bulles ra, có pétillantes, bonbons c'est sủi tout. bọt, có ga. Đó là cảm giác khi chúng C'est le ta fait d'être được ngạc surpris. nhiên. Sự ngạc Et de nhiên ne này pas không hề considérer la mâu thuẫn surprise với kế comme hoạch kinh étant doanh đã quelque được vạch chose qui ra mà vient chúng ta phải tìm cách để giải en quyết. contradiction Sự ngạc nhiên này avec le liệu có mang business lại thêm plan cơ qu'on a hội gì établi không? Liệu có thể et tạo ra qu'on cơ a des hội để moyens chuyển de đổi régler? không? C'est la Làm sao khai surprise. thác được điều Quelle ngạc nhiên opportunité để ça tăng peut hiệu quả? créer? Vậy, Quel pivot nếu bạn ça đồng peut ý, générer chez nó cũng là vous? một loại tâm trạng. Comment je Phải nói peux rằng, khi me đang theo servir một de kế cette hoạch đã lập surprise pour sẵn, être plus mọi người efficace? đều ghét Et những ça thứ encore, si vous có voulez, thể c'est gây pas ra tellement ngạc gagné. nhiên bởi C'est-à-dire que vì quand on những est thứ dans gây un ngạc plan nhiên qui có a thể été gây cản créé, trở kế hoạch même đã pas được le vạch surprise, ra và sẽ là một thảm parce họa, que les một thảm surprises, họa cho ça những vient người đã vạch ra kế hoạch finalement đó contrecarrer le plan vì qu'on họ a có thể fait. bị trách theo kiểu các người đã không dự Et kiến ça, được c'est une chuyện đó catastrophe, có thể xảy c'est-à-dire pour ra. ceux qui ont fait le plan, parce que Do on đó, peut leur thay vì dire, tập bah trung attendez, vào vous n'avez việc pas prévu quản ça. lý yếu Donc tố les gens, gây ra au lieu sự de se ngạc nhiên, concentrer họ sur sẽ la cố gestion tìm de ra la những surprise, cớ sont en nhằm train de giải thích trouver tại d'autres sao prétextes pour họ đã expliquer không lường pourquoi trước ils n'ont được pas yếu prévu tố ça. đó. Mais Tuy ça, c'est un nhiên, autre problème. đó là một vấn Vous đề aurez la khác. surprise, la vie c'est une Vậy, sự surprise ngạc nhiên là tout le gì? temps, donc on va pas se Cuộc đời là demander một ngạc nhiên, pendant đồng ý không? 36 heures Do đó, pourquoi chúng ça ta không arrive, nên mất pourquoi quá tout nhiều à thời gian coup để tìm hiểu tại sao tout có n'est sự ngạc pas nhiên prévisible. và tại sao chúng ta chưa nghĩ Essayez-moi, đến yếu pourquoi tố vous pouvez đó. vous servir Và en fait de cũng cette là may surprise mắn pour là ta rebondir không et thể repousser nào sa dự chance. đoán trước được mọi Donc, vous thứ. voyez, c'est aussi Tóm une question lại, de mentalité, bạn c'est phải une tìm question de cách mindset. nào đó Vous có avez thể le tận dụng principe được sự ngạc persévérance, c'est nhiên le để patchwork. tung lên và để trở Et nên hiệu quả hơn. Vì pour vậy, avancer, đây il là faut một vous allier tâm avec les trạng gens. hơi khác biệt. Rồi bạn có Vous nguyên devez tắc vous crazy concentrer quilt, vos ressources may chăn humaines điên pour les rồ. activités, May chăn pour les điên rồ có partenariats. nghĩa là để Donc, tiến lên, bạn phải tìm ra những người si đồng au minh cần thiết bout d'un để tạo ra moment, những tài nguyên then chốt vous pouvez apparaître cho những pour hoạt des động, gens qui cho những sont đối tác. dans Do une équipe, đó, dans sau une một thời structure un gian, peu những người làm việc organisée, trong một môi trường cartésienne, có tổ chức, có comme un tâm trí, patchwork crew, Cartesian, un sẽ attelage coi bạn giống như một miếng chăn chắp vá, qui một est nhóm người improbable, không chắc c'est có, improbable một d'y đội arriver. nhóm không chắc có. Mais c'est possible, Nhưng trong il thực suffit tế là hoàn toàn d'expliquer có en fait, thể. il suffit Chỉ cần giải d'expliquer thích en tại fait sao. derrière Bạn chỉ qu'il y a cần des giải thích nguyên sous-jacents lý tại à sao cette phải có một organisation. tổ chức như D'accord? thế, được Les không? gens, après, Và une fois một que vous avez khi expliqué, bạn une đã fois que giải vous thích avez bien thật rõ, expliqué, une fois que sau vous khi mọi người đã được thuyết phục vous avez xong, réussi à mọi người convaincre, sẽ nghĩ bah, les ra, gens vont dire, ah à bah, đúng c'est pas thế, une, finalement, cách làm như vậy cette là hợp tâche n'est lý. pas forcément Cuối improbable. cùng, họ sẽ Si nhận ra đội vous nhóm n'avez pas không vu vô vọng như họ đã quelques nghĩ, sous-jacents, bởi vì lúc đó, sous-jacents họ chưa pardon, hiểu rõ được pour những lý do expliquer mang ça. tới sự hình thành của D'accord? một đội nhóm đó. Được chưa? Et ensuite, Và nguyên tắc cuối cùng là le người lái pilote dans máy bay, l'avion. pilot in Donc, le the pilote dans plane, l'avion, người lái qu'est-ce máy qu'il bay fait? làm gì trong Le máy pilote dans bay, l'avion, người lái qu'est-ce máy qu'il bay chỉ kiểm contrôle? soát được những gì có thể kiểm Qu'est-ce soát qu'il được, y người a? lái máy bay đương Le nhiên có contrôle lúc à xảy ra tout. tai nạn, Le pilote nhưng dans người lái máy l'avion, bay alors không điều quelquefois khiển ça được bão, không điều khiển arrive được bien, gió, mais le tuy nhiên pilote có dans thể tránh l'avion, được, il contrôle điều pas này là l'avion, chắc il chắn, nhưng contrôle người pas lái máy l'avion, il bay peut chỉ kiểm soát l'éviter, được ça c'est những sûr. công cụ, Hein? những Mais thiết bị máy móc en trong fait, tay, đúng không? il Với le sự giúp đỡ contrôle, của người lái máy bay le phụ, en tháp fait, điều khiển c'est tại sân bay, les outils qu'il vân a vân. portée de Thế main, nhưng người lái máy d'accord, bay avec un chỉ certain thực nombre hiện d'aides, được những gì nằm trong phạm d'aide, vi kiểm soát d'aide, của nó etc. thôi. Mais Vậy, voilà, trong một startup hay il một peut, doanh nghiệp, tình son hình là action tương se tự, limite bạn đừng à ce mất qu'il thì peut giờ contrôler. làm thử những C'est gì không pareil nằm dans trong une khả năng kiểm start-up, soát của pareil bạn, dans une đồng ý entreprise. không? Ne perdez Bạn pas hãy trop tập de trung vào temps những à việc essayer mà de bạn thực faire des sự làm choses qui được. ne sont pas dans Bạn votre hãy tập contrôle, trung vào những việc d'accord? mà bạn thực sự kiểm soát được Concentrez-vous và sur ce những que gì vous mà pouvez bạn làm faire, được, những gì mà concentrez-vous bạn kiểm sur soát ce que vous được pouvez faire, et ce sẽ que có vous một pouvez tác faire, động rất vous lớn pouvez contrôler, vì chính ça bạn va sẽ avoir định hình mọi un thứ. impact Bạn là énorme đấng parce tạo que hóa, c'est vous người qui allez sáng tạo. façonner, Bạn sẽ thực sự hein? tạo Vous ra êtes le tương lai déclencheur, và c'est điều vous qui đó allez thật hấp dẫn. façonner en fait le futur. Trong một Et c'est ça startup qui est và intéressant chúng ta aussi khi dans quay une lại với kế société, hoạch kinh doanh et và on cả mô revient.
mà bạn muốn có. Trong khi một startup, nếu nó quyết định làm một việc, nó có khả năng kiểm soát được tương lai đó. Điều đó là quan trọng. Tóm lại, bạn hãy tập trung vào những thứ mà bạn có khả năng kiểm soát. Những thứ còn lại, những thứ mà bạn không kiểm soát được, bạn đừng mất thời gian, bạn đừng than phiền, bạn không nên thử. Bạn có khả năng kiểm soát được một số yếu tố, bạn hãy tận dụng những việc đó đi.